để đánh giá được cái sự thành công trên YouTube cái cột mốc quan trọng nhất đó là các bạn phải cần cầm được 100 USD về túi và đây là một trong cái điều mà quan trọng nhất Duy và KT muốn chia sẻ với các bạn thông qua cái câu hỏi đó là cột mốc nào quan trọng nhất khi chúng ta đi làm trên YouTube gọi là thành công và 100 USD đó chính là cái câu trả lời dành cho các bạn và với nội dung video hôm nay Duy muốn chia sẻ cái vấn đề đó cũng như chia sẻ các bạn những cái yếu tố để các bạn có nên cái kế hoạch phát triển kiếm tiền YouTube Năm 2023 Và chắc chắn rồi Ai cầm được 100 USD vào túi Người đó là người thành công trên Youtube Còn những ai mà chúng ta chưa đạt được 100 USD Về túi Chưa cầm được về túi Thì anh chị các bạn chúng ta cần phải cố gắng Và cần phải cố gắng cũng như Trong quá trình các anh chị các bạn chúng ta đang theo dõi nội dung video này Hay những anh chị các bạn nào chúng ta là những người mới Thì trong video này Duy sẽ chia sẻ chúng ta những yếu tố Để chúng ta có thể thành công trên Youtube Để đạt được cái cột bóc 100 USD về túi và những yếu tố đó sẽ như sau yếu tố số 1 đó là chúng ta cần phải xác định ra một cái chủ đề mà chúng ta theo đuổi tới cùng đây là một cái vấn đề vô cùng quan trọng đó là khi xác định ra một chủ đề theo đuổi tới cùng thì anh chị các bạn sẽ duy trì phát triển tới nó và quyết tâm với nó kiên trì với nó thì chúng ta sẽ cầm được tiền về túi hãy nhớ rằng chủ đề theo đuổi tới cùng chứ còn đường đi theo cái tư duy đó là chúng ta đi tìm ra các cái chủ đề mà chúng ta chỉ có ngẫu hứng chỉ có lướt qua hay chỉ có thử hay chỉ có đi theo cái tư duy mà cứ làm bừa làm tràn rồi cứ nghĩ rằng là sẽ được thành công cứ nghĩ rằng may mắn sẽ đến với chúng ta và thành công đến với chúng ta từ may mắn mà không phải thế anh chị các bạn ạ thành công trên online cũng giống như thành công ở giới truyền thống vậy thành công đến với chúng ta quyết định nhiều nhất đó chính là sự kiên trì và sự quyết tâm theo đuổi tới cùng và trên youtube cũng đúng như vậy tìm một chủ đề theo đuổi tối cùng thì chúng ta sẽ cầm được 100 USD về tối. Đó là một sự thật. Và anh chị các bạn có đồng tình với cái quan điểm này của Ducati hay không? Thì chúng ta có thể bình luận comment dưới video và duy thấy được những cái nội dung đó, thấy được những cái câu hỏi đó, thấy được những sự chia sẻ đó, đó cũng chính là một trong những cái động lực tuyệt vời để duy có thể tạo ra nhiều video hay cho anh chị các bạn cũng như là một cái động lực tuyệt vời dành cho rất nhiều các bạn chúng ta đang theo dõi nội dung video này. Chúng ta có cái hướng đi đúng trong cái việc xác định kiếm tiền YouTube năm 2023. Tiếp theo nữa là cái yếu tố mà để có thể cầm được 100 mũi đây về túi, đó là chúng ta cần phải xác định ra các bộ kỹ năng đi kiếm tiền trên YouTube. Và các bộ kỹ năng này đó chính là chúng ta cần phải biết được cái yếu tố đầu tiên đó là bộ kỹ năng cơ bản. Gồm hai vấn đề, đó là chúng ta cần biết chỉnh sửa cắt ghép video, tạo ra cái video chúng ta cần phải biết tạo ra cái ảnh đại diện à, cho cái video của chúng ta đây là hai cái yếu tố gần như quyết định được cái vấn đề đó là anh chị các bạn có thể thành công trên YouTube hay không bởi vì có rất là nhiều người chúng ta toàn ý làm trên YouTube thông qua cái ý tưởng thông qua cái tư tưởng cái ý nghĩ suy nghĩ trong đầu thôi còn chưa bao giờ bắt tay vào làm và tôi chưa bao giờ tạo dựng ra một cái video thì làm sao có thể thành công được và muốn dựng ra một cái video thì chắc chắn phải cần biết cái việc đó là cắt ghép chỉnh sửa video biết cách quay video và biết cách tạo ra cái video đó tạo ra được nó rồi thì thành công đến với chúng ta đó là cái bộ năng kỹ năng cơ bản gần như quyết định 90 phần trăm cái sự thành công của anh chị các bạn phải có video thì mới thành công đúng không ạ tiếp theo cái vấn đề số 2 của cái yếu tố số 2 này đó là chúng ta cần phải có các bộ kỹ năng nâng cao bộ kỹ năng nâng cao đây này gồm các kỹ năng gì đó là các kỹ năng liên quan về tối ưu kênh có thể nó đang rất là khó ở hai cái chữ tối ưu mà anh chị các bạn chúng ta đang được nghe nhưng một sự thật là gì hiểu đơn giản tối ưu kênh đó là chúng ta cần phải làm sao để kênh youtube của chúng ta để video của chúng ta chú ý hướng tới người xem và họ nhìn thấy kênh của chúng ta nhìn thấy video của chúng ta thì họ mới xem và đó là cái điều mà hiểu đơn giản là như vậy chứ còn có nhiều anh chị các bạn chúng ta tối ưu mà đến nỗi là gì video của chúng ta còn không tìm ra kênh của chúng ta còn không tìm ra thì ai xem chúng ta cho nên cái vấn đề mà tối ưu này đó chính là chúng ta cần phải nâng cấp cần phải có cái chiến lược đúng ngay từ đầu thì cái việc đi kiếm tiền của chúng ta nó mới hiệu quả và đó chính gọi là tối ưu hãy để làm sao mà người xem thấy kênh của anh chị các bạn thấy video của anh chị các bạn là chúng ta có được cái khán giả chúng ta mong muốn và tiếp theo nữa trong cái bộ kỹ năng mà nâng cao này, chúng ta cần phải biết những vấn đề liên quan về SEO kênh YouTube, SEO video YouTube. Và đó cũng chính là cách để chúng ta đưa cái video và kênh của chúng ta tiếp cận với nhóm đối tượng người xem. Tiếp theo nữa là cái kỹ năng liên quan về chạy quảng cáo YouTube. Đây cũng là cái hướng đi để chúng ta có thể giúp cho cái sự hiện diện của video và kênh của chúng ta hiển thị với nhiều người xem hơn. Và rồi tiếp theo nữa những cái kỹ năng liên quan về cái vấn đề xây dựng các cái hệ thống Mạng xã hội để hỗ trợ cho cái sự phát triển kênh youtube Đó chính là các cái hệ thống mạng xã hội Như là facebook, như là twitter Rồi dạng website, rồi nhiều các hệ thống khác Và đó là chính là cái điều mà chúng ta cần phải update Trao dồi các cái bộ kỹ năng nâng cao này Trong cái bộ kỹ năng này thì mỗi người sẽ có những cái khía cạnh Những cái chiến lược Có những cái tư duy Có những cái sự hiểu biết cũng như áp dụng nó nhuần nhuyễn thì hiệu quả kiếm tiền của chúng ta nó sẽ nhân lên rất nhiều lần. Và với bộ kỹ năng này thì cũng không thể nào một sớm một chiều với những người mới được. Mà anh chị các bạn cần phải trao dồi. Mỗi ngày chúng ta uh, nâng cao một chút, một chút, một chút thì sau này chúng ta sẽ có một cái thành tựu rất tốt. Và cái bộ kỹ năng nâng cao này nó tuy là tốt như vậy nhưng nó cũng chỉ chiếm tới 10% thành công của anh chị các bạn thôi. Còn quan trọng nhất vẫn là bộ kỹ năng cơ bản chiếm đến 90 phần trăm. Tại sao như vậy? Như Duy vừa đã nói là làm như YouTube muốn theo đuổi một chủ đề tới cùng thì chúng ta phải có video. Chứ còn nếu như theo đuổi tới cùng mà cả năm ra được một video thì làm sao mà thành công được. Và đấy là cái điều mà chúng ta phải cần lưu ý. Và những cái bộ kỹ năng này thì anh chị các bạn chúng ta là gì? Là một người mới. Thì đôi khi trong cái quá trình chúng ta áp dụng, chúng ta vận dụng nó thì chúng ta cũng sẽ có những sự khó khăn giai đoạn đầu nghề nào cũng như vậy việc nào đi kiếm tiền nó cũng khó khăn thì chúng ta cần phải lưu ý là gì cũng phải có được một trong những cái chiến lược về học tập update từ 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 rồi cái gì nó cũng sẽ như còn đừng có vội vàng đừng có hấp tấp đừng có dành tiền để có thể đi học ngay học gấp mà khi chúng ta muốn đi học hay muốn đi tìm hiểu hay muốn đi sâu vào nó thì việc đầu tiên duy khuyên anh chị các bạn chúng ta cần phải xác định cái tinh thần tự học tinh thần tự nghiên cứu đây là cái yếu tố gần như quyết định tới cái vấn đề rằng là anh chị các bạn có theo chủ đề đó tới cùng hay không bởi vì rất là nhiều anh chị các bạn chúng ta xây dựng được vài kênh youtube làm được vài ba video xong chúng ta bỏ cuộc xong chúng ta không làm nữa tiếp theo nữa là một yếu tố rất quan trọng nữa mà duy muốn chia sẻ cho các bạn đó là chúng ta cần phải có một cái đầu này và cần phải có một cái quyết tâm một cái sự kiên trì theo đuổi tới cùng với chủ đề điều này duy nhấn mạnh rất nhiều tại sao chúng ta cần có một cái đầu nạy đó là trên youtube thì chúng ta thấy là gì rất là nhiều các đòn tâm lý những cái đòn tâm lý từ những người xem các nội dung kênh youtube của anh chị các bạn có người yêu có người quý có người ghét có người mến có người gato rất là nhiều tất nhiên những cái luồng tích cực tiêu cực lúc nào nó cũng song song để là một người làm trên youtube thành công và cầm tiền về túi thì chắc chắn anh chị các bạn phải đưa lên các cái giá trị tích cực và phải có cái chiến lược mà làm sao chúng ta hãy chia sẻ các cái nội dung mà chúng ta thấy được rằng nó giá trị cho người xem, ý nghĩa cho ý nghĩa cho người xem, mang lại cái giá trị song vương cho anh chị và cả những người theo dõi thì chắc chắn những cái comment tiêu cực, những comment gato, những cái uh, nhóm đối tượng mà có những điều dèm pha không tốt thì anh chị các bạn cần phải có một cái lâm lý loại bỏ cái tư duy đó để chúng ta tiến tới cái sự thành công bởi vì có nhiều bạn là đọc một số các comment trên YouTube, đọc xong cái châu Á, đọc xong cái buồn, đọc xong cái có thể khóc và có thể bỏ cuộc ngay hôm sau. Cho nên cái vấn đề của đoàn tâm lý trên online này nó muôn hình muôn vẻ. Anh chị các bạn chúng ta phải hết sức lưu ý nếu như là một người mới thì chúng ta phải hiểu rằng cái điều này sẽ đến với anh chị một sớm một chiều. Còn những anh chị các bạn chúng ta đã là người làm trên YouTube rồi, chúng ta đã gặp cái vấn đề đó hay chưa? có thể comment bình luận dưới video để cho nhiều bạn đang xem chúng ta cùng theo dõi video và cùng đọc cái comment chia sẻ của anh chị và các bạn rồi rằng không chỉ những người trên online có những đòn tâm lý đó mà chính là người thân của anh chị và các bạn họ cũng sẽ có sự dèm pha có sự ngăn cản khi chúng ta xây dựng các cái nội dung kiếm tiền trên mạng thời điểm hiện tại cái tư duy kiếm tiền trên online kiếm tiền trên youtube đã sáng hơn rất nhiều so với các năm trước đó nhưng một nhóm không nhỏ những cái bạn vẫn đang chịu những cái áp lực vẫn đang chịu những cái sự chỉ trích của người thân của bố mẹ bạn của anh chị bạn của vợ bạn của chồng bạn hay của những người thân xung quanh bạn thì bạn thấy là một điều gì đó cũng là một cái điều tốt mà người thân muốn giúp bạn thôi nhưng yếu tố đó là gì các bạn cần phải có cái sự tư vấn từ những người đi trước của những cái nhóm mà liên quan về kiếm tiền trên YouTube nói riêng, kiếm tiền trên online nói chung. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì có những cái chủ đề, có những bạn ấy chúng ta đi sai thật. Và chúng ta đang đi làm những thứ gì đó nó không mang lại cái sự hiệu quả thật. Thì các bạn cần phải có được không chỉ là người thân mà cả những người ngoài để họ các bạn cạn nhìn thấy là gì khía cạnh đa chiều để bạn biết được rằng là hướng đi của bạn đang đi đúng hay đi sai. Đấy cũng là cái điều mà các bạn cần cân nhắc nhưng nếu như trong cái nhóm đối tượng mà khi các bạn đã biết rằng là chủ đề đấy thực sự giúp bạn đa tiền giúp bạn kiếm được thêm thu nhập giúp bạn thay đổi cuộc sống của bạn và giúp bạn làm được nhiều thứ mang lại cho các bạn cái danh tiếng và tiền bạc mà lúc nào cũng có cái sự chỉ trích từ người thân thì chắc chắn các bạn cũng phải cần một cái đầu lại để xử lý cái vấn đề đấy và khi xử lý được cái vấn đề đó thì chắc chắn sau này các bạn sẽ có được rất nhiều những người đồng hành và nếu như anh chị các bạn nào chúng ta làm trên youtube mà được người thân ủng hộ và nằm trên online được nhiều người thân ủng hộ thì chắc chắn chúng ta có một hậu phương vững chắc cái vấn đề cầm tiền về túi là cái chuyện bình thường và rất đơn giản và nó sẽ vượt xa hơn cái con số 100 đô này rất nhiều và hãy nhớ rằng là đạt được cái cột bốt 100 đô đó thì các cái tháng sau anh chị các bạn sẽ kiếm tiền sẽ cực kỳ khá và cực kỳ phát triển và không chỉ là một kênh mà chúng ta có thể nhân bản đa hàng nhiều kênh khác nữa và số tiền của chúng ta sẽ nhiều hơn và đó là một sự thật và cho nên cái yếu tố liên quan về cái đầu lạnh này rất quan trọng và rồi trong cái quá trình chúng ta đi kiếm tiền thì cái sự kiên trì với mỗi cá nhân phải cũng phải đề cao bởi vì không phải chủ đề nào chúng ta một phát nên tiên nên hương ngay ra tiền ngay có những người phải mất đến 3 đến 6 tháng có những người mất đến 1 đến 2 năm và có những người có thể mất thời gian nhiều hơn thì các bạn cần phải có chiến lược để các bạn đi theo đuổi tới nó tới cùng và phải nhớ rằng là thời điểm đầu lúc nào nó cũng sẽ có sự khó khăn thì các bạn phải cần có cái quyết tâm cái kiên trì đó thì ở cái yếu tố số 3 này Duy Mực muốn chia sẻ với anh chị các bạn chúng ta là như vậy Tiếp theo nữa cái yếu tố số 4 để quyết định sự thành công và làm Youtube hiệu quả năm 2023 Đó là chúng ta cần phải có cái chiến lược update cập nhật kiến thức liên tục Và chúng ta phải hiểu rằng 2023 nó khác với các năm khác sự cạnh tranh sẽ khá là nhiều Những năm trước đó cạnh tranh đã khóc liệt rồi Năm 2023 Nó còn kinh khủng hơn nữa Tại sao như vậy? Bởi vì một chủ đề không phải là một người đang xây dựng nữa mà có thể là trăm người, ngàn người hay cả vài chục ngàn người. Thế thì với anh chị các bạn chúng ta là những người mà đi kiếm tiền thì chúng ta phải hiểu là cái quy luật đào thải cái sự cạnh tranh trên online nó vô cùng không liệt. Để làm sao hiệu quả và để tránh ra được cái sự cạnh tranh đó thì chúng ta phải cần có sự update cập nhật các cái nội dung kiến thức liên quan về chủ đề của anh chị các bạn nghiên cứu các cái vấn đề liên quan về bản quyền YouTube, liên quan về các vấn đề về nguyên tắc cộng đồng trên YouTube và rồi cập nhật các kỹ năng mà ở yếu tố số 2 như các thầy có chia sẻ từ cơ bản cho đến nâng cao để trao dồi cho cái nội dung của chúng ta nó hấp dẫn hơn, giá trị hơn và trau dồi cho cái bộ kỹ năng của bản thân của chúng ta nó tốt hơn, hiệu quả hơn để sau này không chỉ làm kiếm tiền trên YouTube mà anh chị các bạn có thể kiếm tiền trên nhiều nền tảng mã hội khác cũng như kiếm tiền cả một cái hệ thống khi chúng ta muốn phát triển kinh doanh từ một cái mặt hàng nào đó. Và đó là một cái điều vô cùng quan trọng. Và đó chính là cái yếu tố mà giúp anh chị các bạn có thể thấy rằng là gì? Cái sự khốc liệt của online cho dù nó kinh khủng tới đâu đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể vượt qua được. Và vâng trên đó là những cái điều mà Duy MKT muốn trả lời cho cái câu hỏi cột mốc nào mà quan trọng nhất, đó chính là 100 USD. Những yếu tố nào để giúp các bạn có thể thành công năm 2023 khi kiếm tiền trên YouTube, đó là những yếu tố mà Duy vừa chia sẻ bên trên. Và hy vọng rằng video này đã giúp cho nhiều các bạn chúng ta có cái hướng đi tốt cũng như là một cái video động lực. Một video chia sẻ của Duy Karate giúp cho anh chị các bạn chúng ta hiểu ra được các cái vấn đề đó. Và rồi những cái sự chia sẻ của các bạn hay những cái câu hỏi của các bạn hay bình luận comment dưới video này Duy online và thấy được sẽ giúp cho các bạn giải quyết cũng như chia sẻ các bạn những điều duy biết để giúp cho các bạn có thể học tập một cách ngon lành thông qua những sự chia sẻ chân thành của Duy MKT.